Chào mừng các bạn đã đến với kênh công nghệ Tech Cà Phê. Thì trên tay mình là sản phẩm Google Pixel 3. Thì hôm nay mình sẽ không nói về sản phẩm này một cách chi tiết cũng như là mở hộp sản phẩm này, mà mình sẽ hướng dẫn các bạn lên Android 11 mới nhất của Google. Rồi. Thì trong quá trình mà bạn muốn cập nhật lên phiên bản Android 11 beta thì bạn phải sao lưu lại toàn bộ dữ liệu của bạn để tránh trong quá trình cập nhật nó gây lỗi cũng như là mất dữ liệu của bạn. Thì ở đây mình đang quay lại Android 10 và mình có khá là nhiều dữ liệu, thì bây giờ mình phải tiến hành backup lại để mà nâng cấp được lên phiên bản Android mới nhất từ Google, đó là phiên bản Android 11 beta. Thì các bạn có hai cách, đó là một là dùng máy tính, bạn kết nối máy tính để copy file vào nâng cấp. Cái thứ hai đó là bạn truy cập vào đường link bên dưới bọn mình đã để bên dưới và vào trang của Google kéo xuống. Thì lúc này bạn phải đăng nhập cái tài khoản có được trên chiếc Google Pixel của bạn và mình chọn đăng ký. Ở đây mình đang xài Pixel 3. Rồi, mình sẽ chấp nhận các điều khoản từ Google. Rồi, bấm tham gia chương trình beta. Đây, thì mình đã đăng ký thiết bị thành công. Thì nó bảo là mình phải vào cài đặt hệ thống và bấm cập nhật hệ thống, bấm OK. Thì lúc này mình sẽ vào phần cài đặt hệ thống và nâng cao. Đây, đã có bản cập nhật. Đây, mình đang có bản cập nhật Android R bản beta. Nếu mà bạn không có bản cập nhật sau khi bạn có đăng ký thì bạn có thể bấm kiểm tra cập nhật lại một lần nữa. Đây là mình đã tải xong phiên bản Android 11 và chỉ cần bấm khởi động lại và để cài đặt ngay bây giờ. Thì mình có một lời khuyên nho nhỏ dành cho các anh em xài Google Pixel. Đó nghĩa là những con máy xài mua bởi nhà mạng Verizon thì nên cân nhắc cái việc nâng cấp Android 11 khi mà trước đây Android 9 lên Android 10 gặp lỗi và phải bỏ máy. Thì như ở mình ở đây thì mình không mở được khóa dòng OEM này, thì trong quá trình nâng cấp gặp lỗi thì mình cũng không thể quay trở về Android 10. Đấy là một số lời khuyên dành cho anh em. Thì mình sẽ có bài nói về cách mở khóa cũng như là hướng dẫn anh em check xem thiết bị mình có phải là nhà của nhà mạng Verizon hay không, thì sẽ có trong những video lần tới. Bây giờ mình sẽ bấm cập nhật. Mình đang thực hiện cái việc mà cập nhật Android 11. Thì trong quá trình việc cập nhật thì các bạn phải sạc đầy pin cho thiết bị hoặc là các bạn phải cấm sạc thiết bị này để tránh trường hợp gây hết pin và gây lỗi. 2 hours later. Đây là mình đã cập nhật phiên bản Android beta thành công. Thì quá trình cập nhập diễn ra khá là nhanh chóng khi mà mọi file Google đã tải đầy đủ. Thì mình chỉ mất khoảng cỡ 5 đến 10 phút để có thể cập nhật thành công. Nó OK. Xong, mình sẽ vào kiểm tra phiên bản đây nè, nó đang cập nhật đây. Rồi mình sẽ vào xem phiên bản Android này. Giới thiệu nè. Đây, mình đang có phiên bản Android 11. Rồi. Mình khuyên các bạn một điều nữa, đó là để thiết bị hoạt động trơn tru thì các bạn nên đặt lại cài đặt. Rồi, thì mình đã cập nhật phiên bản Android 11 thành công rồi đấy. Bản bảo mật tháng 5, ngày 5 tháng 6. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em hạ cấp về Android 10 thoát khỏi chương trình beta của Google. Sau khi các bạn đặt lại mà vẫn xảy ra trường hợp lỗi trong quá trình sử dụng thì các bạn quay trở về Android 10 với một cách khá là đơn giản, coi như là bạn quay lại với trang ban đầu, trang đăng ký chương trình beta của Google. Đây, mình đây, mình đang quay lại cái trang cũ. Và đây, mình đang có thiết bị Google Pixel 3 đã đang đăng ký chương trình Android beta 11. Thì mình chỉ cần hủy đăng ký và rời khỏi chương trình beta này. Thì Google lúc này nó sẽ gợi ý cho bạn quay trở về bản Android 10 mới nhất của họ hiện tại. Đây. Và mình vào cài đặt. Bấm vào hệ thống. Bản cập nhật hệ thống. Thì lúc này mình kiểm tra bản cập nhật thì trong vòng 24 tiếng hoặc là có thể là vài tiếng, Google nó sẽ trả về cái kết quả cho bạn để bạn quay trở về Android 10. Đây, đó. Bạn đang kiểm tra bản cập nhật. Thì lúc này bạn hiện tại bạn đang ở phiên bản Android 11 beta thì Google nó sẽ quay trở về cho bạn phiên bản Android 10 thông qua cái bản cập nhật này. Thì không ngoại trừ các thiết bị Google Pixel mà sắp tới thì các thiết bị như của Samsung hay là OnePlus cũng sẽ được cập nhật lên Android 11 sớm nhất. Thì sau khi bạn đã cập nhật lên phiên bản Android 11 beta mới nhất của Google và đã đặt lại thiết bị mà vẫn gặp quá nhiều lỗi thì bạn có thể quay lại trở về với phiên bản Android 10 mới nhất của Google. Đây, mình đã hủy đăng ký như lúc nãy mình đã hướng dẫn, thì xong sau đó mình vào
cài đặt cập nhật thì bây giờ mình đã quét ra được phiên bản Android 10 mới nhất hiện tại theo tháng 5 của Google. Thì lúc này mình chỉ cần tải xuống và cài đặt thì lúc này nó sẽ đạp Android 11 về Android 10. Hy vọng với những hướng dẫn từ nãy giờ tụi mình thì đã có thể giúp các bạn tự nâng cấp lên phiên bản Android 11 mới nhất trên chiếc Google Pixel cũng như là hạ cấp về Android 10. Thì mọi thắc mắc các bạn vui lòng comment bên dưới. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ bọn mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.